Chào tất cả các bạn. Tối nay là mình đi chợ, một cái chợ mà bán sỉ ở bên Mỹ nha các bạn. Và chợ này là nó bán sỉ, các bác tất cả là sỉ hết. Các bạn vô đây các bạn mua số lượng nhiều thì các bạn vô đây các bạn mua lời lắm các bạn. Bây giờ mình đi vô chợ nha. Xem club. Đó, là chỗ này là nó chuyên gia bán sỉ. Tất cả những thứ đều bán sỉ. Giờ mình sẽ vô đây. Lạnh quá. Bán tivi bây giờ là chỗ nào gần lễ tới chỗ nào nó cũng đem tivi ra bán hết chứ các bạn. Tivi là cái thứ là các bạn thấy cái Samsung 82 inch này đẹp không? Quá ghê. Chỗ này nó bán tất cả nhiều đồ nó giá bán của nó là 2.000 đô nha các bạn. This way Megan. Các bạn thấy siêu thị ở Mỹ là nó chia ở Mỹ này á, siêu thị ở Mỹ này là nó bán nó chia từng phần nha các bạn. Chỗ nào nó bán đồ điện là nó bán đồ điện, rồi chỗ nào nó bán đồ chơi là nó bán đồ chơi. Các bạn thấy phía bên kia đó là nó bán đồ chơi cho con nít, có cầu tuột này kia. Nó gọi là unicorn, là cái này là ở dưới đây nó có bánh xe, các bạn ngồi lên các bạn có thể chạy được luôn nha các bạn. Có muốn cho Noel không? Bên này thì nó bán quần áo. Rồi bây giờ là mình sẽ review nhanh cái siêu thị bán đồ sỉ này cho các bạn nghe. À, các bạn thấy không, những thứ này nó bán. Thấy không, chỗ này mắt kiến nó cũng bán sỉ luôn nha các bạn. Các bạn cứ mua một phát như vậy là 4 cái trong đây. Rồi. Đó, thấy chưa? Not yet. Các bạn thấy chỗ nào nó cũng chắc một đống gì đó, tại vì nó bán sỉ mà các bạn. Đó. Trong đây là có 30 bọc nhỏ trong đây các bạn thấy không? Chỗ này là chỗ bán sỉ. Sô cô la. Mùa là Noel tới thì tụi nó sẽ tặng nhau sô cô la nha các bạn. Các bạn thấy không, nó bán một hộp bự như vậy. Ở trong nó có nhiều hộp nhỏ hay là ở trong nó rất là nhiều, tại vì nó bán sỉ các bạn. Thấy cái này nó bán không? Thấy rượu ở đây nó bán đẹp không, nó có ly, một cái hộp như vậy nó có một cái ly để các bạn tặng người ta, hai cái ly để tặng người ta cùng nhau uống các bạn. Nó có nhiều loại rượu, nhiều loại bia. Nó có thể thấy nguyên hàng này là bia không nè. Này các bạn thấy hàng này là hàng rượu nè, thấy không? Rồi bây giờ mình đi xuống hàng đồ ăn Megan. Ok. Đó các bạn thấy trái cây, rau cải trái cây thì nó cũng bán. Nó cũng bán nguyên một bọc bự như vậy nè các bạn thấy không? Đó, bơm nè, bơm nó bỏ vô nguyên một bọc như vậy.
chào các bạn thấy trái cây này không? Trái cây thì nó bán rất là nhiều. Chuối. Chuối là sẽ bán từng sắp gì các bạn thấy không? Chắc là rẻ nha các bạn. Đây gần quá chị đúng rồi. Rồi. Ok, giờ mình quay vòng vòng cho các bạn coi cái siêu thị những cái hàng đồ lạnh ở bên đây. Ok, bây giờ là mình đã mua đồ xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị đi về nha các bạn. Các bạn hãy nếu các bạn là thích thì like và subscribe kênh của mình để xem thêm nhiều video trong tương lai của mình nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye. Tạm biệt các bạn.